Ta không thể không nhắc đến thương hiệu Audemars Piguet, hay gọi là AP. Thương hiệu lão đàn này ra đời tính đến nay gần 150 năm, chính xác là 142 năm, đó từ những năm 1875. Hôm nay Gia Bảo Luxury xin giới thiệu tới bạn một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Rolex. Đây thì các bạn đang thấy chiếc đồng hồ Audemars Piguet Rolex Chronograph. Chúng ta hãy cùng xem ngay Audemars Piguet đã gửi tới khách hàng ngoài chiếc đồng hồ thì phụ kiện của họ bao gồm những cái gì. Đây các bạn đây này, đây chính là hộp giấy của Audemars Piguet, hộp bọc bên ngoài, lớp vỏ gỗ, hộp gỗ. Mở ra đây, bên trong là tấm bọc để tránh cái gỗ này nó bị xước. Ở ngay dưới thì là có một sổ bảo hành, một sách hướng dẫn. Đây các bạn thấy các đường máy này, và một sổ bảo hành. Trên sổ bảo hành này sẽ có ghi luôn coi như là một thẻ của Audemars Piguet đã gắn luôn lên trên này với head code này, số này, máy này và ngày tháng năm của đại lý bán. Tiếp đến là những cái hướng dẫn trong sách hướng dẫn này rất là tỉ mỉ, kỳ công và ma phi gây. Và đấy là tất cả những gì là vỏ ngoài của chiếc đồ này. Và chúng ta bây giờ sẽ nhìn xem chiếc hộp. Đây, trên đây chính là chiếc hộp của ông ma phi gây. Như các bạn thấy, nó là một màu xanh rêu đậm. Cái màu này tôi thì hay nghĩ đến ngay cái màu xanh của nó này, cái chiếc là Submarine H chúng ta đeo trên tay. Nhưng mà cái màu xanh của Rolex thì nó lại tươi hơn, còn màu xanh rêu của Audemars Piguet thì nó chìm hơn. Đây chính là hộp chiếc Audemars Piguet. Đây tôi mở nó ra. Đó. Bên trong là bọc da đen. Da đen. Và đây chính là chiếc đồng hồ của ta. Chiếc đồ Audemars Piguet Chronograph. Tuy nhiên trước khi đi vào chi tiết chiếc đồng hồ này, chúng ta hãy điểm qua một chút về cái dòng Rolex. Rolex, cái tên này thì thật sự là đã quá quen thuộc đối với những người yêu thích đồng hồ, trong đấy thì có cả tôi. Cái dòng Rolex khởi đầu khi nhà thiết kế tài ba Gerard Genta nhận được thiết kế từ giám đốc của Audemars Piguet, và ông chỉ mất có một đêm để hoàn thiện các bản phác thảo cho mẫu đồng hồ này. Ông cũng đã rất mạnh dạn khi tuyên bố đây sẽ là một tuyệt tác trong sự nghiệp sáng tạo của mình. Và những điều Gerard Genta nói hoàn toàn chính xác. Sau một thời gian đầu bị chê bai vì vẻ ngoài quá là khác biệt, Rolex đã đạt được những cái thành công không thể ngờ tới và trở thành biểu tượng của Audemars Piguet cho đến ngày hôm nay. Đây chính là chiếc AP Rolex Chronograph dây vỏ vàng hồng. Như các bạn có thể đang thấy, thiết kế của chiếc này đồng hồ này rất là đặc trưng với vành bezel 8 cạnh cùng 8 chiếc ô vít. Đó, các bạn có thể thấy. Về thiết kế, chiếc đồng hồ này thì được làm từ vàng hồng nguyên khối. Tuy nhiên, độ hoàn thiện mới là điều tôi muốn đề cập nhiều hơn. Khi chiếc đồng hồ được đánh bóng, mài góc và làm sức mờ một cách rất là kỳ công, nhờ những cái kỹ thuật chế tác thủ công đấy. Đánh giá của tôi về lớp vỏ của chiếc Rolex Chronograph chỉ bằng hai từ thôi, đó là hoàn hảo, rất là hoàn hảo. Đúng chỉnh giờ và hai nút Chronograph cũng được tạo nên từ những vết sức mờ để thêm phần ăn nhập với cái lớp vỏ của chiếc đồng hồ này. Với kích thước là 41mm, dày 11mm,
chiếc đồng hồ AP Rolex Chronograph khá là phù hợp với đa phần cổ tay người Việt Nam chúng ta. Không những vậy, Rolex Chronograph còn rất ôm tay nhờ thiết kế càng đầu dây đặc trưng của riêng dòng Rolex này. Cái bộ khóa kép của AP Rolex sẽ bật ra khi chúng ta ấn đồng thời hai nút bấm này. Và một số chiếc đồng hồ này cũng được tạo nên rất là tỉ mỉ và đặc biệt bằng những phương pháp như là pantograph. Và phương pháp pantograph là gì? Đó chính là phương pháp mà mặt số được trang trí bởi những hoa văn gồm rất là nhiều hình vuông nhỏ, phải mất từ 20 đến 50 phút trên máy để tạo ra một mặt số thô. Để có thể hiểu rõ hơn, bạn có thể quan sát cái video ở dưới đây. Đến là kim và những cọc số của chiếc đồng hồ này, thì để tạo ra một tổng thể đồng bộ, tất cả kim và mốc giờ trên mặt số đều được làm từ vàng hồng. Những nguyên liệu này còn được Audemars Piguet sử dụng để tạo đường viền quanh những mặt số phụ, giúp chiếc đồng hồ trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn. Những mặt số chronograph được thiết kế đối xứng các chiều dọc, vì lẽ đó nên cửa sổ này được chuyển ở vị trí giữa 4 và 5 giờ, không giống như những chiếc đồng hồ khác thường đặt ở vị trí là 3 giờ. Và đó là những gì về lớp vỏ cũng như là mặt số của chiếc đồng hồ này. Cũng khá nhiều bạn hỏi tôi rằng, vậy chiếc đồng hồ này sở hữu của máy gì? Và đây, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn ngay sau đây. Và cỗ máy của chiếc đồng hồ này chính là cỗ máy mã hiệu AP Calibre 2385, rất là bền bỉ. Và cỗ máy này thì được dựa trên cỗ máy Felix Piguet 1185, rất là nổi tiếng. Cái thời lượng cóp của cái cỗ máy này lên đến 40 tiếng, có 37 chân kính và đường kính là 26,2mm. Cái Calibre 2385 này có thể hoàn thành cái nhiệm vụ bấm giờ cũng như đếm giờ một cách hoàn hảo và chính xác nhất. Và để các bạn thấy được cái độ chính xác cũng như là cái cách thức hoạt động của chiếc đồng hồ này, thì sau đây tôi sẽ thử chỉnh giờ, chỉnh ngày và bấm chức năng thực hiện chức năng chronograph trên chiếc đồng hồ này. Đầu tiên chúng ta chỉnh giờ chiếc đồng hồ này. Núm của chiếc đồng hồ này là dạng núm cổ chai, thế nên là lúc khi chúng ta xoắn ra hay chúng ta vặn vào thì chúng ta hãy làm cách nhẹ nhàng nhất, nó không bị trờn ren nữa nhé. Đấy, thì tôi vừa vặn ra đây, rút nhẹ một nấc, đó chính là chỉnh ngày. Và đây chúng ta chỉnh giờ, chúng ta sẽ rút nấc thứ hai. Các bạn nhìn thấy kim trôi rất mượt, rất là mượt mà. Và bây giờ chúng ta sẽ thử nhảy lịch ngày nhé, các bạn vặn lên. Lịch nhảy rất là rõ. Đấy, các bạn có thể thấy.
Đó. Và bây giờ ta sẽ đi tới một chức năng của tôi yêu thích nhất, đó chính là chức năng chronograph. Đây, núm nút góc 2 giờ, 4 giờ là để thực hiện cho cái chức năng đó. Thì hai cái nút này cũng đều được AP làm gen, làm núm gen, chúng ta phải vặn ra mân mê một cách rất là nhẹ nhàng. Đó, thì các bạn này. Và chúng ta hãy test cái chức năng này nhé. Đấy, khi bắt đầu chạy kim này thì có khá nhiều người khi chưa biết, chưa sử dụng dòng chronograph bây giờ thì tưởng nhầm đây là kim dây, thì thực tế không phải. Kim dây của chiếc đồng hồ này nó lại ở góc 6 giờ thôi. Đó. Và kim chronograph này khi chạy quay được một vòng thì nó sẽ tính đến cô góc 3 giờ, đồng hồ nhỏ phụ góc 3 giờ đến 30 phút. Và khi được đủ 1 tiếng thì nó sẽ nhích một nấc ở đồng hồ phụ góc 9 giờ. Đây là đồng hồ phụ đếm 12 tiếng. Và đây là đồng hồ phụ đếm 30 phút. Khi các bạn muốn dừng, các bạn ấn một lần nữa, kim sẽ dừng lại. Đó, sau đó một reset thì các bạn sẽ ấn núm góc 4 giờ. Đấy, bật lại, quay đi, bật lại rất là nhanh. Nếu như các bạn thích đồng hồ và theo dõi Instagram của một số nhân vật nổi tiếng, các bạn sẽ thấy những chiếc AP Rolex thường xuyên xuất hiện trên tay của dân chơi số 1 Dan Bezerian, hay như trong trận đấu boxing tỷ đô thời gian vừa qua. Hai siêu sao nổi tiếng này cũng là một fan cuồng của Rolex và Rolex Offshore. Tôi sẽ giới thiệu về dòng Rolex Offshore trong một video gần nhất. Và còn rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng khác sử dụng AP cũng như là AP Rolex, một biểu tượng cho giới thượng lưu. Và khi chúng ta đem lên bàn cân so sánh với một số đối thủ của Rolex thì chúng ta nghĩ đến có thể đó chính là Rolex Daytona. Tuy nhiên, nếu đánh giá khách quan của nó thì Rolex Daytona chưa đứng ngang hàng với Rolex Offshore, mà Rolex Offshore sẽ so sánh với Vacheron Constantin Overseas hay Patek Philippe có lẽ là hợp lý hơn. Giá niêm yết chiếc đồ này không hề rẻ một chút nào, xấp xỉ 57.000 USD, tương đương 1,3 tỷ đồng, ngang với một chiếc sedan hạng D. Tuy nhiên là ở Việt Nam cũng đã có một số người đam mê sở hữu chiếc đồng hồ này. Thế chúng ta mới biết được đối với Audemars Piguet Rolex thì không gì là không thể. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Thì các bạn có thể sở hữu chiếc Audemars Piguet này bằng cách truy cập vào website chính thức của chúng tôi www.gia bảo luxury.com để biết thêm thông tin chi tiết.